Số hóa đơn chưa trả được của tiểu bang Illinois này lên tới con số kỷ lục là 16 tỷ đô la Mỹ, trong khi nơi này bước sang năm thứ nhì liên tiếp không có bảng ngân sách đầy đủ. Số tiền nợ đang tiếp tục tăng lên, dù rằng chương trình chi tiêu của năm 2018 được thông qua và mức thuế lợi tức tiểu bang được gia tăng hồi tháng 7. Theo lời ông Abdon Palos, phát ngôn viên của văn phòng kế toán tiểu bang cho biết, điều để giải quyết được mức nợ này là mượn thêm tiền. Một điều khoản trong ngân sách do Quốc hội Illinois thông qua cho phép bán ra 6 tỷ đô la Mỹ tiền trái phiếu để trả số nợ cho các công ty cung cấp dịch vụ và bán hàng cho chính quyền tiểu bang, vốn đang có phần lời cho việc trả trên tới 12%.